Diễn viên hài mà rất quan tâm tới thời trang, Diệu Nhi. Cảm ơn em, cảm ơn cả nhà, chào các bạn. Không có ai chào em nồng nhiệt lắm đâu mà không làm gì dữ vậy. Rất cảm ơn mà dữ gì cơ. Em chân thành. Cái là giả tạo. Không có, rất chân thành. Em xem khóc luôn á. Em xem khóc luôn á. Em mới căng lại mặt rồi đó. Nào. Dạo này sao rồi em, có vẻ gầy hơn nhỉ? Tại vì em chuẩn bị đi quay phim, cho nên là em phải siết lại. Em tập môn gì vậy? Em tập yoga, gym, bơi lội nữa hả? Dạ. Có bơi lội. Vâng. Ok. Ba môn phối hợp. Chị Hương Giang là chị rất đa phần là rất là chuẩn xác trong cái việc mà biết được anh nào là độc thân, anh nào là đã có chủ, anh nào là giới tính thứ ba. Nhưng dạo này em ít coi lại rồi phải không? Em nói sai hầu hết các tập đó em. Em coi cái tập ở đây là tập 4 thì phải. Qua 4 tập nữa nó vẫn sai em. Ủa vậy hả anh? Nhớ theo dõi thường xuyên. Dạ. Có gì tao nói vậy em ơi, đừng có nói cho có. Anh Thành anh biết hết đó. Em coi tập 4 em thấy chị Giang nói đúng. Còn mấy cái tập còn lại chị Giang sai thì chắc là em chưa coi. Lâu lâu mà đúng là một bữa thôi. Tại vì ngồi đây nhiều á, cái chàng trai trông nó cứ màu sắc sau này nó cứ hòa vào làm một á. Vậy hả Giang? Cái đen sân khấu làm sao mà nó cứ lẫn nên là chị đoán hai bị sai. Nhưng mà cũng có những cái tập thì cái màu sắc của các chàng trai nó rõ ràng hơn thì đoán đúng hơn. Vậy là tính ra em coi đúng cái tập và chị đoán đúng thôi đó hả? Em cũng chỉ nên coi cái tập đó thôi. Các tập khác thôi. Những cô gái của chương trình có vẻ giao lưu với nhau tốt thật. Tôi cần một người đàn ông thật thà hơn như Chi Dân. Xem chương trình thấy sao cưng? Dạ em thì cũng đã xem được một số tập của các mùa rồi. Hy vọng rằng ngày hôm nay em đến đây sẽ đưa ra những cái quyết định sáng suốt để giúp cho cô gái tìm được nửa còn lại của mình. Dạo này chị Dân có nửa còn lại chưa? Dạ chưa. Bữa nào tham gia nghĩ là ai số đặc biệt đi. Số dạ. Nghệ sĩ có nữa anh. Mời năm hot boy. Trong đó có anh Thành không? Trời trời, tôi có vợ rồi biểu tôi tham gia sao rảnh vậy? Đâu sao đâu anh, người đã có chủ cũng được mà. Nhưng mà thí dụ cả thế giới ai không biết tôi có vợ. Còn thí dụ như em, người ta không biết em có người yêu hay không. Em nói chuyện em có suy nghĩ không người chân thật? Em quên. Vậy anh có chơi tập đó không anh? Chừng nào mời đi, ví dụ như có thì mời đi, có thể suy nghĩ lại. Mà như tập năm ngoái đó là anh Chi Dân xem tập nào anh thích nhất? Năm ngoái thì ông có coi, mới coi cái tập năm nay nè. Ủa hồi nãy mới nói là coi một số tập của các mùa trước mà. Thì coi sơ sơ qua, đôi khi mình trí nhớ mình không được tốt cho nên không có nhớ. Nhớ những Lan, gần em đây không thôi. Có coi thường lắm đâu nên em đừng kiếm chuyện đi. Nha. Không, em coi thường em biết. Những mùa đầu anh rất mập, những mùa sau anh ốm dần. Có sự khác biệt. Bày, đó là bày nhân định. Bày. Các mùa anh rất gầy. Đầu mùa này anh mập. Ủa vậy hả? Giữa mùa anh ốm rồi. Vậy chắc do hôm nay anh mặc đồ tối quá, em không thấy được cái sự mập đó của anh. Nó không hiểu mình nói gì rồi. Nhi có hiểu em, anh không? Từ đầu đến giờ em còn không dám đụng chạm tới những cái vấn đề đó. Tự nhiên hiểu anh em, không? Em hiểu. Không, em thừa nhận anh Thành anh có mập. Hồi nãy ở trong hậu trường em thấy anh đem nguyên cái nồi cơm điện luôn mà. Cái nồi cơm điện đó là anh đem cho em ăn đó Lan. Cho em ăn đó nha. Cho vừa dạ hả lòng em. Hôm nay em mặc một bộ vest màu xanh để em tìm chàng trai màu xanh thật sự. Em là xanh sao đấy. Hôm nay xanh sao nhờ? Thiếu ngủ à? Hôm nay là đi nhầm lên trên Cộng Hòa. Hơi xanh sao. Là hôm nay là bọn em quay ở quận 11, là Hương Giang nó chạy lên quận 12. Em từ 11 thì đến 12 luôn, nó long phải. Chị Dân, những người mà thường nam tính thì ít có khi nào mà giỏi đến như vậy đó. Bạn này siêng tập thể dục. Sao em nói như đàn ông nghe bất tài vậy? Không, phải thấy bạn này rất là siêng, là chăm bơi lội nè. Những cái biểu hiện đó là của những cái người thế giới thứ ba thôi. Bơi lội là thế giới thứ ba. Ủa sao nó nói ngang ngược vậy em? Em cảm giác như vậy. Bây giờ đàn ông bơi lội mà tự nhiên bơi lội mà là thế giới thứ ba. Không, tại vì đa số những người mà em đi chơi chung á, những người giới tính thứ ba thì thường rất là thích bơi lội, còn em thì không thích bơi lội. Là do anh thôi. Anh hay là bơi lội không? Đi vận động viên bơi lội quốc tế như đâu có nhiều giới tính thì ba. Thì cái đó khác hả? Nhưng mà bạn này thì em cảm giác nhìn mặt nó cũng rất là nhẹ nhàng. Em phải nói cho rõ ràng. Một là bơi thể thao, hai là tự nước, nghịch nước, đúng không? Im nữa là đem nghịch nước, đúng không? Phải nghịch nước. Có người thì thích em đi bơi thể thao, đúng nhưng rồi. Có người thích đi bơi là để ngâm và để ngắm. Đúng rồi. Rồi em giơ bán đi. Ok. Sau khi em ghi chép em thấy có gì tổng kết lại được chưa? Nãy giờ em chưa ghi gì hết. Ủa, sao vậy? Tại vì em nghe mọi người nói thì em thấy mọi người khác ý kiến với em. Ok, anh cần một sự trái chiều. Em nghĩ là bạn độc thân. Vì em cái điểm nào để em? Vì bạn này hay gửi bánh cho em ăn.
Em có quan hệ gì mà tại vì bán game anh? À dạ không, đó là một người bạn từ rất lâu. Ngày xưa em diễn kịch ở sân khấu, cái bạn hay gửi bánh cho em và gửi tới bây giờ. Cho nên em nghĩ là bạn có để ý khoan, em. Khoan. Gửi tới bây giờ vẫn gửi hả? Tới bây giờ vẫn gửi. Bạn... Gửi bánh tới đây chi ông nội? Dạ, thích thầm em. Ủa vậy là xanh đó. Mỗi lần đem bánh về Tú nó có ăn không? Ai đó? Ai vậy? Ê, ngộ quá. Ê, chi tiết này ngộ à. Là trà sữa mà tại sao lại gửi bánh? Không, anh cũng thắc mắc đó, tại sao không gửi trà sữa sao gửi bánh? Chị như hay kiểu như là quảng cáo này nọ thì em thấy rất là nhiều người ta hay gửi đồ ăn tới cho chị, thì nhiều khi ảnh gửi tới mình quảng cáo cái đó thì sao? Không có, ảnh gửi liên tục, ảnh không đòi hỏi chị phải quảng cáo gì cho ảnh hết. À bây giờ có rất là nhiều nhãn hàng nha, tự dưng họ gửi bánh gửi quần áo tới với cái mong muốn là họ không nói đâu, nhưng mà họ nghĩ rằng là họ mong rằng người nghệ sĩ sẽ up lên cái story. Nhưng mà Nhi thì không có hiểu ý, nhiều năm thì vẫn không up mà người ta vẫn cứ gửi. Người ta gửi liên tục. Đó, người ta cứ gửi mà Nhi không có hiểu. Có phải là như vậy không đăng? Mà cứ nhận vẫn nhận vẫn ăn mà up là không có up, em cũng kỳ nha Nhi. Thích cha rồi. Ăn bao nhiêu bánh của ta mà em không up gì đâu. Không phải, tại vì em nghĩ là yêu mến em cho ăn thôi chứ có biết được kiểu ý nhị vậy đâu. Em có bồ tự nhiên yêu mến em làm gì? Đâu có, này kia mà. Đó. Sao cũng được em à. Thấy gửi bánh là thấy ghét. Loại.